chào quý khán giả đang theo dõi chương trình Nông thôn Hậu Giang kỳ thứ 82 với chủ đề nuôi ngỗng. Thưa quý khán giả, so với gà, vịt thì con ngỗng có giá trị kinh tế lớn hơn nhiều. Tuy nhiên thực tế thì không nhiều người làm giàu được từ việc nuôi con vật này. Vì sao nông dân Lê Bình Minh ở ấp 8 xã Vĩnh Viễn A, huyện Long Mỹ lại có thể thu về hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ nghề nuôi ngỗng? Một nông dân thời hội nhập sẽ giúp quý khán giả có lời giải đáp. Trong một đời sống nông thôn, chúng tôi mời quý khán giả về một vùng quê để cùng tham gia một chuyến đi bắt chuột đồng. Trước hết chúng tôi xin điểm qua một số tin nông nghiệp. Tôi sinh ra từ những ruộng mía bạt ngàn miền Tây Nam Bộ. Tên tôi là Kasuko. Tôi mang lại sự ngọt ngào cho bữa ăn gia đình. Tên tôi là Kasuko. Tôi mang lại niềm vui mỗi sáng. Cho hạnh phúc mỗi chiều. Đường Kasuko, ngọt ngào và tinh khiết. Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hậu Giang, niên vụ mía 2010-2011, nông dân trong tỉnh đã trồng được khoảng 13.700 ha mía, tăng hơn 600 ha so với niên vụ mía 2009-2010. Trong đó, Phụng Hiệp là huyện có diện tích mía lớn nhất với khoảng 8.000 ha, diện tích còn lại tập trung ở thị xã Ngã Bảy, huyện Long Mỹ và thành phố Vị Thanh. Hiện tại, các ruộng mía đang phát triển rất tốt. Nếu sản lượng mía đạt trung bình 90 tấn một hecta như một số vụ gần đây, thì vụ mía này sản lượng mía của Hậu Giang đạt trên 1.200.000 tấn. Hiện tại các nhà máy đường đang tồn kho một lượng đường khá lớn do gặp khó trong việc bán đường. Với tình hình đó, người trồng mía đang lo ngại trong vụ thu hoạch tới, tình trạng mía nguyên liệu rớt giá sẽ lại tái diễn. Sau khi tăng liên tục và đạt ngưỡng 55.000 đồng một ký, giá heo hơi trên thị trường dựng lại và giảm 5.000 đồng một ký. Hiện tại mỗi ký heo hơi có giá 50.000 đồng. Theo đó, mỗi ký thịt heo cũng giảm trung bình 5.000 đồng. Cụ thể, thịt ba rọi hiện có giá 75.000 đồng một ký, thịt đùi và thịt sườn có giá 85.000 đồng một ký. Theo các tiểu thương, thì trong thời gian tới, mức giá này có thể giảm do người nuôi heo đang mạnh dạn tái đàn. Trong vòng một tuần trở lại đây, giá lúa gạo trên thị trường cũng sụt giảm. Hiện tại lúa khô hạt tròn có giá 5.700 đến 5.800 đồng một ký, giảm khoảng 300 đồng một ký. Còn lúa khô hạt dài đạt tiêu chuẩn xuất khẩu có giá 6.100 đồng một ký, giảm khoảng 200 đồng một ký. Tuy nhiên, theo các thương lái thì trong thời gian tới, giá lúa gạo có nhiều khả năng sẽ tăng lên do lượng lúa hàng hóa không còn nhiều. Thưa quý khán giả, có lẽ trong số các loài gia cầm thì ngỗng là loài vật ồn ào nhất. Tuy nhiên, giá trị kinh tế của con ngỗng thì luôn cao hơn các loài gà, vịt. Bởi vậy mà mỗi năm nông dân Lê Bình Minh ở ấp 8 xã Vĩnh Viễn Nga, huyện Long Mỹ có thể thu về hàng trăm triệu đồng từ việc nuôi loài vật này. Vì sao anh Minh lại có thể thành công như vậy? Mời quý khán giả cùng tìm đợi giải đáp. Hàng trăm con ngỗng mập mạp này là thành quả của những năm tháng lao động miệt mài của anh Lê Bình Minh. Đến với nghề nuôi ngỗng từ một sự tình cờ, nhưng nhờ lòng đam mê, anh Minh đã cố gắng tìm tòi, tự đúc kết kinh nghiệm nên anh Minh mới có thể trụ lại với nghề. Bởi vì ngỗng là một loài vật không dễ nuôi, bằng chứng là trong thực tế không mấy nông dân làm giàu được từ nó. Đối với một nông dân tai ngang như anh Minh, chuyện nuôi ngỗng để làm giàu dường như là điều không tưởng. Đó là như là tôi cũng nuôi đầu tiên á là nuôi các con là như gà tâm hoàng nè, rồi gắn vô voi, rồi vương, rồi gắn các loại gắn á, cũng như mà thấy nó đời ít quá à. Rồi tôi mới thấy người ta nuôi ngỗng ta ham á, rồi bây giờ nuôi mới đầu nuôi có 10 con à, rồi sau này thấy nó cũng có lợi nhuận nó cao á, rồi năm nay là cũng 3 năm rồi, bây giờ cũng được 150 con. Theo anh Minh, người nông dân ngán ngại nuôi ngỗng là vì nó là loài vật to lớn, ăn nhiều lúa nên tốn kém nhiều. Hơn nữa, ngỗng giống khá đắt tiền, do đó để có được đàn ngỗng với số lượng lớn thì nông dân không còn cách nào khác là phải gây giống từ vài ba con.
Tuy nhiên, việc gây giống ngỗng lại là việc khó và đòi hỏi phải có sự kiên nhẫn. Vì vậy mà không nhiều người có đủ kiên nhẫn để gây giống. Nuôi ngỗng phải tiêm ngừa như nuôi gà, vịt. Từ ngày bắt đầu nuôi ngỗng đến nay, ngỗng đẻ được bao nhiêu thì anh Minh chừa ngỗng con lại để gây giống, còn dư ra thì mới bán. Mùa ngỗng đẻ là từ tháng 7 âm lịch, đẻ đến tháng 4 năm sau thì ngỗng thai lông, rồi nghỉ đẻ khoảng 3 tháng. Thời điểm đẻ rộ, đàn ngỗng 70 con mái đẻ cho anh Minh 50 con ngỗng con mỗi ngày. Một năm trước, mỗi con ngỗng con có giá 50.000 đồng, nhưng hiện nay đã lên 60.000 đồng. Như vậy, mỗi ngày cao điểm, anh Minh có thể thu về khoảng 3 triệu đồng. Còn hiện tại, ngỗng thịt có giá 70.000 đồng mỗi ký, mà ngỗng thịt thì mỗi con nặng trung bình khoảng 4,5 kg đến 5 ký. Vậy thì mỗi con ngỗng thịt có giá từ 300 đến 400.000 đồng. Tuy giá ngỗng thịt cao như vậy, nhưng vì để gây giống bán ngỗng con, nên anh Minh rất ít bán ngỗng thịt, chỉ bán những con ngỗng trống dư ra. Nhưng theo anh Minh, nuôi ngỗng thịt cũng có lời rất cao. Không chỉ thịt ngỗng đắt tiền mà mật ngỗng, các tiệm đông y cũng thu vào với giá 100.000 đồng mỗi cái mật. Ngỗng là loài vật tinh khôn. Khi con ngỗng mái đẻ thì con ngỗng trống làm nhiệm vụ canh giữ. Ngỗng đẻ trứng ra thì ấp như vịt xiêm. Tuy nhiên, để cho ngỗng tự ấp thì trứng rất dễ bị ung, do lông ngỗng mái bị ướt sẽ làm ướt trứng. Sở dĩ anh Minh có thể trụ lại được với nghề nuôi ngỗng là vì anh đã từ sử dụng máy ấp trứng cho ngỗng. Như đầu tiên là con ngỗng tơ, nó từ ngỗng tơ nó tới nó đẻ là nó đẻ tầm 7 bạn không à. Những người đã không ham nuôi á, người ta bán người ta chán hết trơn à. Như mình đam mê và mình ham mà mình cứ để hoài, để chừng nào lứa 3, lứa 4 mình lấy trứng được, nó đẻ con là mình mới bán được. Con dây bí quyết thành công trong nghề nuôi ngỗng của anh Minh chính là tận dụng nguồn thức ăn trong tự nhiên để nuôi ngỗng. Con ngỗng rất ít khi ăn thức ăn có nguồn gốc động vật, chỉ thường xuyên ăn thức ăn có nguồn gốc thực vật. Riêng chỉ có những con ngỗng mái đẻ cần nhiều nguyên tố canxi để cấu tạo vỏ trứng nên có thể ăn ốc như vịt đẻ. Còn bình thường thì thức ăn cho ngỗng là lúa và một số loại cỏ. Cái đặc điểm đó thì mình nuôi lợi những cái cao là mình cho nó ăn ít lúa mà nó xuống nó ăn cái lục bình nhiều, rồi cái lợi nhuận mình nó cao thôi. Tuy đã vào nghề nuôi ngỗng 4 năm nhưng chỉ năm nay là anh Minh mới có lời từ việc bán ngỗng con. Do những năm trước đây đàn ngỗng của anh còn ít và ngỗng con bán ra chưa nhiều. Đến nay, tuy đã thu về hàng trăm triệu đồng, nhưng anh Minh vẫn chưa thấy hài lòng với những điều đã đạt được. Nguyện vọng của anh Minh chính là thành lập một trang trại chuyên nuôi ngỗng. Khi đó, anh sẽ có điều kiện truyền lại những kinh nghiệm mà bản thân đã rút kết được cho những người có cùng niềm đam mê. Làm sao để những đám lục bình trôi trên các dòng sông không còn là chướng ngại vật cho xuồng ghe, mà nó sẽ là nguồn thu nhập chính đáng cho người nông dân.